Đây chính là nơi thờ tự và lưu trữ bức tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn đầu tiên tại Việt Nam. Đây là ngôi chùa Tháp Bút tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngôi chùa này là nơi có nhiều những cái bức tượng gỗ cổ và có giá trị thẩm mỹ rất là cao. Trong đó thì nổi bật nhất là tượng Quan Âm nghìn tay nghìn mắt, được chế tác từ thế kỷ thứ 17 và chính xác là năm 1656, cách nay đã được 368 năm. Và bức tượng này là một trong những cái tác phẩm tiêu biểu nhất của nền văn hóa và nghệ thuật của Việt Nam, đánh dấu mốc cho cái sự phát triển của cái tinh thần dân tộc. Và tượng được làm từ các nguyên liệu như là gỗ mít, gỗ sơn ta, vàng, bạc và son. Trên cái pho tượng này thì có tất cả 42 cái tay lớn từ thân tượng vươn ra, hai tay chắp trước ngực theo kiểu liên hoa hợp chưởng, hai tay để trên đùi với những cái ngón tay đan chéo, biểu tượng cho cái dáng hành đạo và thiền định. Từ lưng, sườn và vai, tượng tỏa ra 19 đôi tay ở các cái tư thế là ban phép, ấn quyết khác nhau. Các cái cánh tay đều để trần, tròn lẳn và ngón thì búp măng. Cổ tay thì đeo hạt minh châu, dơ lên như là đá hoa sen nở. Và dây chuyền được kết lại từ những cái hạt tròn nhỏ và buông từ cổ xuống ngực. Đây được coi là một kiệt tác độc nhất vô nhị về tượng Phật và nghệ thuật tạc tượng. Nghệ thuật làm nổi bật cái triết lý của nhà Phật bằng cái thứ ngôn ngữ tạo hình rất là hàm xúc. Và bức tượng này là một trong những cái tác phẩm tiêu biểu nhất của nền văn hóa nghệ thuật của Việt Nam, đánh dấu cái sự phát triển của tinh thần dân tộc nên đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia trong cái đợt đầu tiên vào năm 2012.